Chúng mình lại tiếp tục thiền định bảy mối tương quan chính yếu. Các bạn hãy ngồi cho thoải mái, lưng thẳng. Hít vào, mình biết mình đang thở, thở vào. Khi thở ra, mình biết mình đang thở ra. Nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng lên và bạn sẽ cùng đi vào thiền định với mình nhé. Để kinh doanh thành công và có tài chính phát đạt, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì một tấm lòng hào phóng. Để sống ở trong một thế giới hạnh phúc, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì lối sống đạo đức. Để thấy mình hấp dẫn và khỏe mạnh về thể chất, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách không bao giờ nổi giận. Để làm một nhà thành công lãnh đạo trong đời sống lẫn trong kinh doanh, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách tận hưởng niềm vui trong những hành động mang tính xây dựng và hữu ích. Để có thể tập trung ý một cách vững vàng, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách thực hành những trạng thái thâm sâu về tập trung hay thiền định. Để có thể thoát khỏi một thế giới nào đó trong việc diễn ra không như ý, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách học tập những nguyên lý của khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn tâm linh. Để có được tất cả những gì bạn mong muốn và cũng thấy những gì người khác có được tất cả những gì mà họ mong muốn, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách nuôi dưỡng thái độ từ bi đối với mọi người. Hít vào, mình thấy là mình đang hít vào những hơi thở tích cực, những không khí, những niềm vui, những hy vọng, những dự định rất tốt đẹp vào với hơi thở của mình. Và khi thở ra, mình tống khứ tất cả những cái gì buồn bực, đau khổ, nỗi khổ niềm đau, lo lắng, bận tâm ra với nỗi khổ. Chúc các bạn thành công.